Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Phải nói với các bạn là ngày hôm nay các bạn nhìn anh em mình có ấm không? Này thì nó không ấm lắm, mình thì mình là thuộc dạng là không chịu được lạnh đấy. Còn thằng này là nó thuộc dạng kiểu thời trang, nó phang thời tiết. Lâu lắm rồi mình không đưa các bạn đi chơi xa phải không? Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi sang Việt Yên chơi. Chuẩn là nhà anh Hoàn các bạn ạ, lâu lắm rồi không đưa anh em sang Tân Yên, Việt Yên chơi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đưa anh em sang nhà anh Hoàn để thăm nhà anh Hoàn đi, review xem có những cái gì hot không đi cho các bạn xem đi. Có con hàng nào giá rẻ thì tiện là lấy luôn cho anh em chơi Tết. Ok các bạn, bây giờ thì mấy anh em mình phải đi đường, nói chung là đi nó hơi bị lạnh một tí. Hôm nay chắc nó phải dưới 10 độ, tầm này chắc nó phải tầm 8-9 độ các bạn ạ, 7 độ thì lạnh hơn nhiều. Lạnh nữa không đi ra đường được, nhưng bây giờ mình vẫn không đeo găng tay đấy. Bây giờ mình phải sang nhà anh Hoàn đã, vừa gọi cho anh Hoàn thấy anh bảo anh có nhà các bạn ạ. Ok các bạn, đi ạ. Các bạn ơi, hiện tại mình đang có mặt ở nhà anh Hoàn các bạn. Đây là một cái bộ sáo anh đang làm để chơi, bộ bò nét vãi đạn, em quay đây cho mọi người xem. Đây, đai bạc đấy, full đai bạc. Miệng này, anh Hoàn ơi, anh sơn cái màu gì đẹp ấy? Anh sơn màu gì ạ? Cái màu gì đẹp ấy? Màu đen, miệng là màu đỏ với lại màu cánh rán. Đỏ với cánh rán pha vào nhau à? Ừ. Đỏ với cánh rán, đẹp vãi đạn anh em. Màu tươi hơn nhưng mà sao cũng nhiều quá, thành màu hơi sơn bạc hơn tối. Không, nhưng màu này đẹp ấy anh ạ. Màu này đẹp, còn sáng nữa thì em nghĩ là không hợp tại vì cái màu đen. Anh ấy làm sáo có nghĩa là đút phát khít luôn. Ui, thổi còn kêu. Bộ này vách gì anh? Vách gỗ tráng keo. Vách gỗ tráng keo. Ê, các bạn, em đút ống kính vào đây cho mọi người xem. Một bộ bò vách gỗ tráng keo. Đẹp vãi đạn luôn anh em ạ. Dàn này có bán không anh? Đâu, dàn này có bán không anh? Làm đã chưa biết có bán hay không. Cứ phải để chơi đã xong bắt đầu mới bán các bạn. Chán cần tiền bắt đầu mới bán phải không? Đây, một dàn mắt này. Em quay cho mọi người xem. Một dàn mắt này. Đấy, quay thấp xuống mọi người xem. Đẹp vãi luôn. Anh Hoàn thì anh chuyên hàng kỹ rồi. Làm hàng ẩu thì gần như là không có. Tại vì tính của anh Hoàn này cũng kỹ tính không. Thế cho nên là chơi toàn những hàng kỹ hàng nét thôi. Ống rất mượt nhá, sơn rất nét luôn. Bây giờ anh đang bận một tí nữa thôi thì mình sẽ show cho các bạn xem cái dàn hòa còi D82. Cái hòa còi của anh cũng vách gì đấy? Hả? À đây đây. Đây. Alu trắng keo. Alu trắng keo. Còn cái này là gỗ à? Ừ. Mượt nhỉ, cái này là anh dán vào hay là anh tiện đấy? Tiện à? Tiện hết, không có gì cả. Đây là một cái dàn này nó mới gọi là nét này. Dàn này anh làm để chơi hay là làm cho khách đây? Làm để... Đang làm con 5 mét của anh ấy. À, làm con để chơi. Ấy. À. Làm một tháng rồi đấy. Làm để chơi các bạn, nét vãi. Em quay từng cái chỉ cho mọi người xem. Quay từ chỉ lên chỉ trên này. Đấy, lên tận ngọn luôn. Ui. Dàn này thì tất cả những cái chỉ đấy là đều được tiện hết nha các bạn nhé, chứ không phải là dán đâu. Đây, quay mắt này. Em quay dọc đây cho mọi người xem. Còn hai con nữa thì bỏ lên lốt siêu thảm luôn cho nó kín ngọn mà đã làm nhé. Nốt hàng để chơi có khác. Hàng để chơi nó nét. Hai ống ở đây thành 19 này vẫn vứt đây. Đã làm đâu. Đó, làm này. Cây mận cái bóng quay. Cảm miệng nó hoài. Đây, mình sẽ quay cho bạn xem. Thẳng tắp. Siêu thẳng. Alu tráng keo thì siêu đanh. Quả này kêu, dã man. Hòa đàn nhìn cứ như hòa còi ấy nhỉ. À, hòa còi nhìn cứ như hòa đàn ấy. Phun chỉ mây khung tranh. Wow, D82, bao nhiêu quả đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quả. Nét nhỉ, áp nhỉ, bóng. Soi gương được các bạn ạ. Em cầm mày quay này. Ngồi ấy, không phải đứng không? Dài đến đấy không? Anh Hoàng, dài đến đầu năm không? Đầu năm quá thì đồng tiền công như thế đấy của anh mất 4 triệu. Quá dã man anh em ạ. Một dàn tiện. Mình cứ nghĩ là cái chỉ khung tranh này này. Mình cứ nghĩ là cái chỉ khung tranh này là dán vào, nhưng hóa ra là tiện các bạn ạ. Đấy. Tiện nó thành cái tranh ở giữa này.
dã man nhỉ. Tí nữa thì mình sẽ mượn anh Hoàn cái dàn này để mình đi test á, quay xa xa. Rồi được rồi. Tí nữa thì mình sẽ mượn anh Hoàn cái dàn này để mình đi test âm xe các bạn ạ. Chứ không ấy. Con này tầm mấy mét lên được anh? 5 mét. 5 mét là lên được rồi à? Nặng cân mấy? Cân 1 cân 7, cà cọc à? Dã man nhỉ. Cái cọc này mới gọi là nét này các bạn này, em cứ đứng im. Cọc này mới gọi là nét. Cuốn đai đồng cũng tiện luôn. Cái này là mình liên tưởng đến cái gì nhỉ? Cái chấn song cửa sổ ấy các bạn ạ. Nó cũng kiểu kiểu như thế này. Hoặc là cái song của cái ghế ngày xưa ấy, ghế bằng gỗ lim ấy. Dã man. Để hớt phát nữa. Cái cọc này còn gỗ lim mà anh. Lim này, nhìn màu phát biết ngay, gỗ lim luôn các bạn ạ. Quá dã man, một đàn sáo. Quá khen. Hình như cái miệng này anh làm ở bên trong này nó hơi lồi lồi chứ không phải nó phẳng phải không? Bên trong này nó hơi lồi lồi chứ không phải phẳng phải không? Ừ đúng rồi, nó hơi lồi chân phát mà. À. Siêu kỹ. Đấy, dàn kia cuốn chỉ anh. Ừ. Tí em mượn cái dàn này đi test âm rồi nha. Ok. Đấy, để tạm vào đây. Giàn này nữa. Giàn này chắc bán nhỉ anh. Giàn này anh bán bao nhiêu đây? 1 triệu 1, 2 triệu đi. 1 triệu 1, 1 triệu 2. Rẻ vãi, cuốn chỉ. Đọc cái công cuốn chỉ này nó đã rất là mất công rồi các bạn. Tại vì mình đã từng có một thời gian mình cuốn cái giàn của mình mất 1 tuần. Cứ lúc nào rảnh thì mình mới cuốn thôi. Tại vì cầm cái chỉ ấy, mình cuốn nó lâu. Cái này cuốn bằng tay, cuốn thủ công chứ không phải cuốn bằng máy. Xong bắt đầu lại đem đi tráng keo nữa. Đại loại cái dàn này rất là mất công. D40 anh. D40 2, 4, 6, 8, 9 quả. Âm gì anh nhỉ? Hòa còi. Hòa còi. Cái này nó gọi là chỉ mây đây. Con cái là khung tranh nhé các bạn nhé. Con cái là có tranh. Rất đẹp. Dàn này nó gọi là ngon bổ rẻ này các bạn này. Nét đẹp lại còn rẻ nữa. Anh em nào có nhu cầu mua con này về chơi Tết quá hợp lý luôn. Dàn này chơi trong thành phố được lắp cho cân nhiều tầm mấy mét này nhỉ? 2 mét rưỡi là lên được rồi. Trong vòng 2 mét rưỡi là. Thế thì nó vừa mới lại con diều của ông Toàn luôn. Con diều của anh Toàn hôm vừa rồi bán 2 triệu rưỡi các bạn ạ. Diều dái của Toàn mới làm ấy. Ừ, đấy, cõng con này vừa luôn. Thì hôm nó bảo mua thì thích thì bảo anh có 2 bộ này, lấy bộ nào. Hai dàn này á? Bộ đấy với bộ coi xưa đó, lấy bộ nào đấy. Này vừa luôn, con đấy anh Toàn anh để chơi mà. Cái bộ này thích thì tháo con 2 với con ngọn ra, còn có ai có đi đâu. Mấy lạng anh nhỉ? 4 lạng tròn. 4 lạng các bạn. Ok, nét đấy. Cái dàn này anh làm sắp xong chưa? Dàn đây là còn, cuốn chỉ nốt. Đây là cuốn đai à? Cuốn đai không bảo âm. Một cái dàn này anh làm mất thời gian lâu không? Tính ra mất gần 1 tháng. Gần 1 tháng rồi. Có thời gian làm nữa đâu, làm một tí rồi bận được. Cứ thi thoảng lúc rảnh anh lại làm. Chuyên làm cái kiểu là cái này nó gọi là cái gì vát anh nhỉ? Miệng chân vát các bạn. Cái này nó rất là đẹp, nó lồi lồi lên một tí để khi mà mình cắm. Đây này nó như thế này. Này. Như cái này phải không anh? Đấy, chân vát. Đây. Cho các bạn bắt ít không phải bắt nhiều. Nó vát vát như này, nó lồi lồi lên này khi mà mình cắm ống vào ấy, khi mình cắm ống vào thì nó ngập ống vào nó kín luôn. Cắm phát không phải nhỏ keo. Có nghĩa là con này chỉnh âm rất dễ luôn. Cắm kín. Như thường thường là sáo thường là người ta sẽ cắm vào nhỏ keo chết luôn, sau đó thì đẩy vách. Con này không. Quá nét, quá khen. Bây giờ thì mình sẽ đưa anh em đi test cái dàn gọi là khủng nhất của nhà anh Hoàn hiện tại nhé. Con này đi gió tầm bao nhiêu tỷ líp anh? Gần 60 rồi. Đã màn rồi. Nào ok các bạn, bây giờ thì mình vừa mới mượn được 2 cái dàn này của anh Hoàn các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi test âm. Test âm xe. Nào, cầm hơi khó. Xe bật nào? Bấm vào đấy một cái xong vặn, bấm vào cái đề. Cái đề cơ mà. Bấm một cái rồi vặn. Đây. Đi em. Ôi bấm vào đề một cái xong vặn thôi mày. Đấy. Đây không? Đi từ từ anh. Rồi.
Âm con này thì chắc là nó khét vãi đạn các bạn ạ. Nếu mà cầm đi xe là đi 82 cơ mà. Rẽ đây này. Ra đường lên bờ đê mà. Dắt kịch đường rẽ tay phải nhá. D82 thì anh em phải hiểu là nó gắt lắm các bạn. Hoa còi. Con này thì siêu nét. Hàng này là mình thấy anh ấy bảo là để chơi, để chuyên để đi giao lưu ấy. Anh ấy đang đặt một con diều in tên với lại ngày tháng năm sinh mà. Tên với lại ngày tháng năm sinh thì chắc chắn là không bán được rồi, tại vì có tên anh mà. Nào, ok các bạn. Nào, bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi test âm nhá. Nào đi. Đang đâm diều à. Nào quay đầu em ơi. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ bây giờ mình sẽ test cho các bạn giờ thì mình sẽ test cho các bạn nghe cái dàn hòa còi phun cuốn hòa còi cuốn phun chỉ trắng keo nhá. 1,2 triệu. Nào cho anh em nghe. Nào đi đây. Trên kia kìa, rẽ đây trên kia nhỉ? Ở đây không? Không phải. Chúng phải đi đây mà. Nhầm đường rồi. Rẽ dưới kia kìa. Nghe sáo không? Choáng quên mẹ đường. Nghe nó một trời một vực, đi từ từ thôi. Một trời một vực các bạn ạ. Đang nghe cái dàn 5 củ xuống nghe cái dàn củ 2. Nó khác một trời một vực. Trên kia kìa, rẽ dưới kia kìa. Đi từ từ thôi. Đấy nói. Tại vì sao? Nhưng mà tại vì sáo to phải lắp diều to nha anh em, diều nhỏ chơi cái dàn này, chơi cái dàn nhỏ thì quá hợp lý luôn. Ôi nhưng mà mình phải công nhận nhá, dạo gần gần đây này, anh Hoàng anh làm mấy con hàng để chơi chưa thấy loạn âm một con nào cả. Loạn 1-2 con cũng không có luôn, như cái dàn 5 củ này. Đúng người ta gọi tiền nào củ đấy. À tiền nào của đấy lại tiền nào củ đấy. Không loạn một con nào, nghe sướng tai vãi đạn luôn. Thì nó gọi là vừa đấm vừa xoa. Riêng nghe hòa còi nó gọi vừa đấm vừa xoa. Tại vì chân thì nó ấm và ngọn thì nó gắt các bạn. Quá khét, quá dã man luôn. Ok, bây giờ phải đi về giả sáo đã các bạn. Trong cái video này thì chủ yếu là đây, cái con to thì anh không bán, anh bán con nhỏ thôi. Dàn nhỏ này dành cho diều tầm 2,5 m, 2,5 m, 3 m nhé các bạn nhé. Cuốn phun chỉ mét này, trắng keo quá bóng luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình, hoặc anh Hoàn liên hệ trực tiếp với anh Hoàn để mua cái dàn này. Facebook của người Nguyễn Hữu Hoàn. Số điện thoại thì có khả năng tí mình sẽ để dưới phần mô tả. Khẹt vãi, quá dã man. Đi em chào anh em về đây. Xong rồi các bạn ạ. Sau một hồi test âm và đánh giá về sáo thì các bạn cũng đều được nghe đấy.
bây giờ mình phải đi về thôi, thời gian nó có giới hạn. Đấy, anh em nào muốn mua sáo thì liên hệ với lại anh Hoàn trực tiếp qua Facebook Nguyễn Hữu Hoàn nhé, có ảnh của anh ấy luôn đấy các bạn ạ. Đấy, ok, rẽ đây này. Còn bây giờ thì anh em mình phải đi về thôi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và lần sau muốn mình đưa các bạn đi chơi xa nữa thì có thể cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye tất cả anh em. Chào mọi người đây. Chào mọi người.